Khi thắp hương mùng 1 tháng 7, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào mầm. Quý vị thân mến, phần lớn các gia đình Việt Nam đều sửa soạn lễ vật thắp hương cùng ông bà tổ tiên cùng các vị thần linh vào cái ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng. À, với các Phật tử thì đây cũng chính là ngày lễ riêng của chư Phật. Riêng ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch lại càng được chú trọng vì đây là một ngày mở đầu của cái tháng cô hồn, của cái lễ Vu Lan báo hiếu, mùa xá tội vong nhân. Đây cũng là ngày đầu tiên của tháng cô hồn theo cách gọi của dân gian. Cái tháng cô hồn là gì? Tháng cô hồn hay còn gọi là cái tháng của xá tội vong nhân có nguồn gốc từ đạo giáo Trung Quốc. Họ quan niệm rằng từ ngày 2 tháng 7 hàng năm thì Diêm Vương sẽ khai mở quỷ môn quan cho các vong hồn, tức là các linh hồn lang thang không nên nương tựa được trở về trần gian và đóng cửa vào đêm ngày 14 tháng 7 âm lịch. Cái tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch. Hàng năm nó thường bắt đầu vào từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch đến ngày 30 tháng 7 âm lịch và cái năm 2023 năm Quý Mão thì tháng có hồn nó sẽ kéo dài từ ngày 16 tháng 8 âm lịch đến hết ngày 14 tháng 9 âm lịch. Cái ngày 16 tháng 8 âm lịch nó sẽ là ngày mùng 1 tháng 7 tức là ngày mùng 1 tháng có hồn và ngày 14 tháng 9 thì nó sẽ là cái ngày 30 tháng 7 âm lịch. Vâng, vậy thì cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch nó là ngày nó là ngày bính ngọ. Vậy thì trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch khi thắp hương chúng ta nên khấn gì nên nói gì? Quý vị thân mến, cái việc thắp hương hàng ngày hoặc là vào những ngày lễ Tết dỗ chạp là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt. Bên cạnh cái việc chuẩn bị lễ vật cúng dâng thì người cúng khấn cũng cần phải lưu ý nên khấn gì, cầu gì mỗi khi chúng ta lên hương. Nhiều người cứ tiện mồm khấn với tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng, sự thực nếu mà muốn cái việc thắp hương, cầu khấn nó phát huy được cái tác dụng, trước tiên các bạn phải biết khấn đúng bài đã. Theo đó, không phải ai cũng biết cách thắp hương khấn vái tổ tiên thế nào cho đúng chuẩn phong thủy là như thế nào. Sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách dâng hương lên hương để cái việc thờ cúng nó không bị phạm phải những cái đại kỵ mà lại hiệu quả giúp cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào mầm. Chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, quý vị thân mến, cái việc thắp hương nó là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết dỗ chạp Tết nhất. Cái nén hương được thắp lên thì mọi người sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này không còn là cái thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một trong những cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Đây cũng được xem là một trong những cái cách đốt vía được sử dụng rộng rãi trong cái đời sống của người Việt. À, nghi thức dân hương cũng là cái tập quán hầu như là mọi người dân châu Á, bất kể ở lứa tuổi nào và sống ở đâu thì cũng đều biết đến. À, Táp hương nó đã đi vào cái đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và linh thiêng. Dù không phải là mê tín dị đoan nhưng mà trong tâm thức của mỗi người Á Châu thì đều tin rằng nén hương khi đốt lên cũng như một nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới dương gian và âm gian một lại với nhau. À, tuy nhiên về mặt tâm linh thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ nhất là về cái ý nghĩa dân hương theo truyền thống của ông bà tổ tiên. À, thưa quý vị. Ở trong nghi lễ Phật giáo thì hương là một trong sáu lễ vật dân cúng gồm có hương, hoa, đăng, trà, quả thực tức là hương thơm, bông đèn, trái cây, thức ăn. À, tuy nhiên nhiều người không hiểu ý nghĩa rõ ràng sâu xa của việc cúng Phật nên bày biện đủ thứ thức ăn thức uống trên như là yến tiệc gây ra lãng phí, à, phí công mà lại để làm sai lạc đi cái ý nghĩa. À, theo quan niệm của Phật giáo lòng thành thể hiện qua làn khói hương nghi ngút không cần phải một cỗ bản yến tiệc thịt cá heo gà linh đình làm gì cả vì đúng ý nghĩa thì cái sự cúng phật nên dùng là hương thơm đèn sáng hoa tươi trái tốt nước trong là đủ phật không phải ở trên ban thờ trong những cái pho tượng mà ở, ở là ở trong tâm của mỗi con người chúng ta à, ngoài những cái nén hương được dùng ngọn lửa đốt lên ấy, thì chúng ta còn có thể dùng đức tin của mình thắp lên những cái nén tâm hương tức là hương từ trong tâm bởi vậy mới có năm thứ hương được dùng để cúng dường cho cho, cho chư Phật đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương và tiếp theo sẽ là khi thắp hương chúng ta nên nói gì khấn gì để có được tài lộc như ý và phú quý bình an à quý vị thân mến khi thắp hương nên nói gì và khấn gì cho đúng để tỏ lòng thành kính và được tổ tiên thần Phật phù hộ ngay sau đây Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách thắp hương ở nhà chuẩn nhất và những cái điều kiêng kỵ khi thắp hương xin mời quý vị cùng theo dõi thì đầu tiên chúng ta cũng cần nói về cái tư thế thắp hương à bạn cần sắp xếp lễ vật cúng một cách gọn gàng trên bàn thờ rồi bắt đầu là gì thắp hương à, khi cắm hương thì các bạn cũng cần chú ý về cái tư thế về cái phong thái của bản thân cần phải trang nghiêm không vội vàng và phải cung kính đặc biệt cái khoảng cách giữa các vị trí đứng so với cái bát hương cũng không được quá xa vừa phải để chúng ta có thể dâng hương lên khi mà lấy hương ấy, các bạn cũng cần phải cẩn trọng nhẹ nhàng, không được để hương rơi hoặc là vãi hoặc là gãy. À, nên cắm hương thẳng. Nếu mà thắp nhiều hương ấy thì cần phải tách ra để hương không bị bốc cháy. À, và bây giờ chúng ta cùng quay lại với chủ đề là khi thắp hương chúng ta nên nói gì, khấn gì. Và cái dịp lễ Tết rỗ chạp đặc biệt là trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sắp tới đây, ngày đầu tiên của tháng cô hồn. À, mỗi một ngày sẽ có một những cái bài cúng khác nhau. À, tuy nhiên, khi thắp hương các bạn cần phải nói rõ về tên tuổi của mình và các thành viên trong gia đình, kế đến là địa chỉ nơi ở ngày tháng năm cả âm lịch cả dương lịch của ngày hôm đó. À, cuối cùng các bạn cần khấn những cái điều mình mong muốn về sức khỏe, cầu tài cầu lộc cầu duyên, khấn lệnh bề trên thành kính để được phù trợ độ trì. À, mùng 1 tháng 7 khi thắp hương chứa khấn nôm cứ đọc đúng câu này lộc đổ về gấp 10 lần cầu gì được nấy. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão như sau. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, con lại 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con kính lại ngài đương niên thái tuế chí đức tôn thần, con kính lại ngài đông chủ tư mệnh Táo phủ thần quân. Con kính lại ngài hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần. con kính lại các ngài bản xứ thần linh bản gia thổ địa. Con kính lại các ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương. Con kính lại các bậc tiên gia, các vị tư chư thần, tôn thần cùng cái quản trong đất này, xứ này. À, con kính lại cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nội ngoại dâu rể, hội đồng gia tiên họ, họ nhà chúng ta là họ gì thì ghi vào đấy. cuối à, xin các ngài cùng gia tiên chứng lễ hiển linh chứng giám cho lòng thành của con cháu. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2023, tức là ngày bính ngọ tháng canh thân năm quý mão. Gia chủ chúng con là, nêu họ tên của chúng ta, năm sinh cùng các thành viên của gia đình nêu họ tên vợ con cùng con trai con gái vân vân à, chúng con cùng cư ngụ tại địa chỉ nhân ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch đất trời hòa hợp giờ linh khắc vượng gia đình chúng con sắm xanh phẩm vật hương hoa trà quả kim ngân lễ vật kính dâng hiến trình các vị tôn thần cùng gia tiên họ họ nhà chúng ta là họ gì thì chúng ta ghi vào đó à, chúng con kính mời ngài đương niên thái tuế trí đức tôn thần ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương ngài bản gia táo quân cùng các vị tôn thần dáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con được bốn mùa hưng vượng, có quý nhân phù trợ, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. Tài lộc vượng tiến, tai ách thì đều qua. Tâm cầu sở đắc sở nguyện tòng tâm. Chúng con lại kính mời gia tiên, tổ tiên, tiền tổ, hương linh nội ngoại, đồng đẳng gia quyến họ, họ nhà chúng ta là họ gì? À, cùng thương xót kho con cháu hiển linh trước án chứng lễ hưởng hoa à, Con cầu xin gia tiên phù hộ cho gia trung thuận hòa Gia đạo hương vượng, cả nhà được yên vui Con cháu thông minh học giỏi, vợ chồng thương yêu nhau, bảo ban nhau Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an thì đắc bình an Chúng con kính mời ông bà tiền chủ cư ngụ tại đất này Đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng Chứng giám cho đồng thành của gia chủ chúng con Phù hộ cho cả nhà sức khỏe an khang, tài lộc thăng tiến Gặp hung thì hóa cát chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ cầu xin các ngài cùng gia tiên hoan hỷ thụ lộc chứng lễ cho chúng con chúng con tâm thành cẩn cáo nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật sau đó vái ba vái à, quý vị thân mến khi thắp hương nên nói gì và những cái điều kiêng kỵ khi thắp hương khi thắp hương thì các bạn tuyệt đối không được nói to gây ồn nào ở cái nơi thờ cúng không được mặc quần đùi áo sắt nách hoặc áo hai dây cũng như là những cái trang phục thiếu vải À, không thắp hương theo số chẵn bởi theo phong thủy thì những con số này sẽ phạm phải những cái điều không may mắn không dùng hương uốn tàn hoặc là cong tàn bởi những cái loại hương này thì đều được trải qua quá trình ngâm trong dung dịch axit khi đốt lên thì nó sẽ rất có nhiều khói độc gây hại cho chúng ta à, quý vị thân mến hy vọng với những cái thông tin trên đây mà tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn sẽ giúp cho quý vị và các bạn biết khi thắp hương nên nói gì nên khấn gì và cầu gì À, chúc các bạn luôn gặp được vạn sự như ý, phú quý bình an, mạnh khỏe, vui vẻ và thành công. À, tiếp theo, tử thông sẽ chia sẻ một vài cái câu hỏi mà được nhiều quý vị khán giả vẫn còn đang thắc mắc. Thứ nhất là thắp hương hàng ngày có tốt hay không? À, quý vị ạ, cái việc thắp hương trên ban thờ gia tiên, ban thờ Phật là một trong những việc làm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Thế nhưng có nên thắp hương vào cái ngày này hay không ấy, lại là một điều không phải gia chủ nào cũng tìm được ra câu đáp trả lời phù hợp và chuẩn đúng cho riêng mình. À, theo quan niệm trong thờ cúng hiện nay thì thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. À, tuy nhiên nếu mà gia chủ bận bịu không thể duy trì cái thói quen hàng ngày thì cũng chỉ cần thắp hương vào ngày mùng 1, ngày lễ Tết rỗ chạp, ngày rằm là được. À, khi mà thắp hương quý vị cần có một chút hoa quả lễ mọn cúng dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện cái lòng thành kính của mình. Ngược lại nếu mà có điều kiện, thời gian thì gia chủ cũng nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất Bởi thắp hương lên ban thờ gia tiên Sẽ làm cho cái không gian trong gia đình nó trở nên ấm cúng hơn Lòng người thì được nhẹ nhõm hơn và được an yên hơn à, Trong gia đình Ngoài ban thờ gia tiên Thì bàn thờ táo quân Nhiều gia đình hiện nay vẫn còn thờ bàn thờ Phật Bàn thờ thần tài thổ địa vân vân Dù vậy khi thắp hương ở bất cứ nơi nào Thì gia chủ cũng nên ăn mặc chỉn chu Chỉnh tề khấn vái một cách thành tâm à, Bên cạnh đó Gia chủ cũng lưu ý khi thắp hương thì chúng ta cũng thắp một nén hương bởi theo quan niệm dân gian, số nén hương được thắp là một trong những yếu tố mang nhiều cái ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, cái việc thắp một nén hương là sự bày tỏ cái tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên và các vị thần Phật. Đồng thời, khi thắp hương, các bạn phải thắp bằng hai tay, không được thể hiện cái thái độ bất kính và vô lễ. À, đối với các bậc bề trên, các vị thần Phật cao quý. Thứ hai là thắp hương vào cái thời điểm nào trong ngày là đúng nhất, chuẩn nhất. À, quý vị ạ, nên thắp hương vào lúc nào trong ngày? lễ Tết dỗ chạp ngày rằm ngày mùng 1, đặc biệt là cái ngày mùng 1 tháng 7 sắp tới đây. Nó thường là cái câu hỏi được nhiều gia chủ quan tâm nhất. Bởi lẽ thắp hương nó vốn là cái tục tập lâu đời đã xuất hiện và tồn tại trong cái tín ngưỡng văn hóa của người Việt hàng ngàn năm nay. À vì vậy mỗi khi mà nén hương được thắp lên cũng là cái sợi dây tâm linh kết nối giữa hai thế giới âm dương được kết nối sâu sắc với nhau À, với những cái ý nghĩa thở cúng tâm linh đặc biệt này thì các gia chủ nên chọn thời điểm thắp hương tốt nhất đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối bởi cái việc khởi động ngày mới bằng một cái nén hương ấy, thắp lên văn thờ gia tiên sẽ khiến cho gia chủ cảm thấy là thì có được một ngày mới bình an tràn đầy sức sống à, tương ứng với đó thắp hương vào mỗi buổi tối buổi chiều tối để kết thúc một ngày làm việc bận rộn cũng sẽ giúp cho tâm thế tâm hồn của gia chủ đã trở nên bình an hơn, bớt lo âu và bớt áp lực mệt mỏi hơn theo đó Thắp hương hàng ngày là việc gia chủ nên làm. À, với cái thói quen này nó sẽ mang lại cái ý nghĩa cũng như là cái giá trị tâm linh rất lớn. Thời gian để thắp hương hàng ngày thì cũng phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp được. Theo đó gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và mỗi buổi tối sau khi trở về nhà. Nhưng tuyệt đối không nên thắp hương sau 7 giờ tối. Bởi việc thắp hương quá muộn sẽ khiến cho những cái sinh linh đi lang thang nghe được cái mùi khói hương mời gọi và đến quấy nhiễu phá gia đình của chúng ta. Do đó, cái việc thắp hương vào buổi tối thì gia chủ cũng nên thắp càng sớm càng tốt. À, quý vị thân mến, hy vọng với những cái chia sẻ trên đây của tử thông, quý vị đã biết cách thắp hương sao cho đúng chuẩn phong thủy, không phạm phải những cái đại kỵ và biết cầu gì khấn gì mỗi lần lên hương trên bàn thờ thần Phật gia tiên. Từ đó sẽ giúp gia chủ luôn bình an trong mọi việc, hanh thông tấn tài tấn lộc. À, chúc quý vị luôn khỏe mạnh, gặp nhiều bình an và may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, Tử Thông xin cảm ơn.